Xin giới thiệu với các bạn là cái bộ vỏ xe dép, xe Jeep. Cái bộ này có chỗ rộng nhất là 1m05, chiều dài là 2m1 tổng thể. Đấy, bộ này thì các bạn lên xe rất là đẹp nhé. Khung thì rất là dày. Cái bộ này thì đã lên sản phẩm hoàn thiện rồi. Về mình chỉ đặt nguyên cái xe của mình lên là xong thôi. Đây cái này là người ta làm rất là chuẩn cho nên là nhẵn thín này. Đấy. Nhẵn như này, đây, mình lấy móng tay mình kỳ này. Cái này về chỉ sơn này, cái chỗ ba vi này thì cắt lại xong là thế thôi. Cái này thì thích hợp với làm xe khoảng hai ghế trước. Với này ghế sau thì chủ yếu là trẻ con ngồi thôi. Nếu mà ghế sau làm thì chỉ làm cái băng khoảng 30 phân ở đây thì hợp lý, còn nếu mà băng to hơn là hơi chật. Còn ghế đằng trước thì bố trí hai ghế ở cái phần không gian này là hợp lý này, vẫn có thể bố trí được 4 chỗ. Cái này thì nếu mà lên thành vách hay là dựng kính thì mình dựng lên cái mặt trước đây, mặt này. Đấy. Nắp capo thì có thể mở ra được. Nắp capo là lắp hở các bạn nhé. Đây. Đây các bạn nhìn này, rất là dày. Đấy. So với ngón tay này. Rất là dày nhé. Đấy. Phần composite này tuy rằng làm nhưng mà làm hàng chất lượng các bạn nhé. Đấy. Đây rất là dày. Chỗ này cũng phải dày đến 4 ly đấy. Cái lắp đậy này thì phải dày đến 8 ly này. Rất là cứng cáp. Đây là phần trước của nó này. Đấy. Phần trước này là khoét hốc các thứ này. Các bạn về các bạn cắt đi làm lại rất là đẹp, hoặc là để nguyên như này rồi mình sơn màu khác lại được, không cần phải cắt khoét. Đây phần gầm này. Cái này thì chắn bùn lên chân hết rồi này. Hốc bánh trước cái này. Hốc bánh trước này là kín tuyệt đối các bạn nhé, hốc bánh trước này không sợ là đi bùn bắn vào vào chân đâu các bạn nhé. Đấy, nó kín hết rồi. Hốc bánh sau cũng kín hết này. Đấy, rất là đẹp. Đây, phần hốc để chân là kín hoàn toàn nhé. Con này thì nó nằm trong cái dự án xe điện của mình, nhưng hiện tại thì mình triển khai chậm cho nên là mình bán khuôn vỏ cho các bạn nào yêu thích. Ngoài ra thì các bạn có thể mua khung gầm về bán thì bên em cũng có sẵn nhé. Mọi chi tiết liên hệ 0966 818 955.